Hôm nay 89 hả? Mình đang đào sâm Ngọc Linh các bạn nhá. Lên tận vườn nhổ đây. Đây là một cây sâm Ngọc Linh rừng được bà con trồng lại. Nó dài hơn đấy em. Nó mọc, anh cái củ này anh trồng ở hướng nào nhỉ? Biết được em đào hướng kia, phía bên đấy đấy, nhưng mà không biết về mấy bữa có sai rổ hay không. Sai rổ thì nó không. Nếu mình trồng ở hướng phía bên đây. Nhớ chất liền. Nhưng mà củ này nó dài hơn cái củ kia đấy. Nó vòng hơn. Hiện tại là mình không biết là cái củ này nó mọc theo hướng nào. Nên việc đào nó cũng khá là khó. Này thì cái dáng nó dài hơn, nó đẹp. Tay này chắc đào nhiều sâm rừng lắm. Tay này đào nhiều sâm rừng lắm. Đào thì không nhiều nhưng mà bán thì rất nhiều. Mua được những cái củ này nó cũng phải có duyên đấy em, không có dễ đâu. Nhiều khi không có tiền không mua được. Cái hàng này hàng đặc biệt, cả cái mà khu Ngọc Lầy đây không có ai củ to như thế này đâu. Đây người ta lấy về từ năm 97. Anh hai là lấy về năm 97 này. Hai ba đứa. Năm 97 chứ 8. Ôi khu. Người nào được sử dụng là không có cái duyên với sâm. Đó, giờ nói về. Để nói nó tiếng như không, nó là không biết nó thích. Anh biết. Mình đang phải tập trung cao độ các bạn ạ. Vì cái củ sâm này nó khá là dài. Nếu mà lệch đào lệch cái nó đứt cái là toi. Gãy củ. Đào củ sâm củ căng thẳng phết. Củ nó dài bao nhiêu phân chị nhỉ? Nhiều lắm, không biết đâu. Bây giờ mới biết. Không đánh dấu thế của nó mà đào. Nó áp lực ghê. Đã lộ ra rồi các bạn ơi. Tại vì không có ý định bán. Không có ý định bán cho nên là để lại lấy giống. Nhưng nay kẹt tiền thì mới bán. Đó, cái đặc cụ đã được nó dài, không thấy nó.
nó dài nữa không? Chỉ dài ở đây thôi. Chắc cả đâu, cái đó. Thì cứ lằn đi, cứ lằn đi. Kiến cổng. Đây này. Chủ nhân có những củ sâm này giờ về đến đây. Này hai. Lại lại quay phát này. Quay cho ai? Quay anh. Đây chủ nhân có những cái củ sâm này. Đấy. Quay cho mình quay chứ. Bây giờ lại hết cái này à? Lấy 3 củ đây, lấy 1 củ kia. Đây. Đây. Đây đây quay quay. Chủ nhân người đấy. Có cái củ. Bây giờ bán nè. Bây giờ bán hả? Đó, chủ nhân đó, bây giờ thấy không? Đẹp mê hồn luôn chưa? Đó. Cái này là anh hai lấy về sâm rừng từ năm 1998 hả? Anh chồng hả? Ôi, lâu lắc. Lâu lắc rồi. 1998 gì? Vậy là cái cũ đây mấy chục năm? Cái này nó mà tính thì hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Áp lực quá. Cái này nếu mà nhổ không cẩn thận thì cãi không có ai chịu đâu. Nó chịu. Nó biết rồi. Nó tự chịu trách nhiệm luôn rồi. Cũ này rẻ không nhiều bằng cũ kia hả? Vậy là cái loại này phải hơn 20 năm rồi chứ anh hai. Hơn 20 năm rồi. To đẹp. Đây này, mà nó ở cho ngoài rừng không biết nó mấy chục năm nữa. Đó, bây giờ mình nuôi rồi để đem về mình nữa. Nó phải tầm phải ba hơn trên 30 năm. Đây chị tắt đi. Đây.